Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con mới vừa tách chiết được một số hướng của kiếm. Và đây là kiếm vàng Taiwan nha cô chú. Một cái mặt hoa kiếm vàng mà con rất là thích. Tại vì cái dòng kiếm vàng Taiwan này cánh bầu rất là đẹp cô chú. Cánh này là cánh bầu cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Màu vàng là màu vàng rực nè. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng. Đó. Đây là kiếm vàng Taiwan nha cô chú. Đồng giá thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với 300 nghìn một hướng ha. Đồng giá. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu của chúng mình một số cái hướng của kiếm vàng Taiwan bên con ha, rất là đẹp của chú. Đây là chỗ kiếm vàng Taiwan mã số 1 nha cô chú. Và cái hướng này là một cái dòng lá láng và lá kiếm vàng Taiwan rất là to nha cô chú. Một hướng như vậy tầm khoảng từ 3 tới 4 thân à. Giờ này thì có hai thân lớn và hai mầm. Và bản lá là dòng lá láng nha cô chú, mã số 1. Giá tiền của nó là 300 nghìn. Và kích thước của nó thì nó đang dài từ gốc tới đầu lá tầm khoảng có 40 cm nè. Kèm theo đang có hai mầm ha. Và đây là hàng tách chiết nha cô chú, cô mới vừa tách đâu đã có keo sẵn rồi, mình về cho việc mình trồng lại thôi. Mã số là mã số 1, giá là 300 nghìn. Đây là kiếm vàng Taiwan Recip nha cô chú, mã số 1 300 Recip. Là hướng kiếm vàng Taiwan mã số 2, giá cũng là 300 luôn. Và kích thước là tầm khoảng cỡ gần 40 cm, đang có mầm đang lên ha. Và cái giò này thì nó đang có tổng cộng là 3 thân, kèm theo là một số mắt đang sưng lên nha cô chú. Một cái dòng kiếm lá láng và bản lá rất là to luôn á. Mã số 2, giá 300 nghìn. Tiếp tục đây là giò kiếm vàng Taiwan mã số tiếp theo nha cô chú. Mã số là mã số 3. Kích thước từ gốc lên tới đầu lá tầm khoảng 40 cm nè, kèm theo là có mầm ha. Và cái giò thì đang có tổng cộng là 4 thân, một thân già và 3 mầm. Đó. Hai thân già và hai mầm đang lên rất là khỏe nha cô chú. Mã số là mã số 3, giá tiền là 400 nghìn. Đây là một cái dòng kiếm lá láng, bản lá rất là to luôn á. Kiếm vàng Taiwan, mã số 3, giá là 300. Và đây là mã số 4 nha cô chú. Cái giò này bản lá rất là to nè. Nó dài tầm khoảng có 35 cm. Và cái bản lá này tầm khoảng 4 cm nè. Rất là to ha. Đang có tổng cộng là 3 thân. Nhưng mà thân rất là lực nha cô chú. Thân to đó, đang lên mầm rất là khỏe luôn. Lá bự, lá chập bá nè. Lá ngắn mà lá láng nè cô chú. Giá tiền của nó là 300 nghìn, mã số là mã số 4, đây là kiếm vàng Taiwan ha. Mã số 4 giá là 300 nghìn, một cái dòng kiếm lá láng. Đó. Lá rất là to luôn, hoa của nó cực kỳ đẹp nha cô chú, mã số 4 300. Và tiếp tục đây là mã số 5 nha cô chú, kích thước là nó đang dài tầm khoảng có 40 cm hơn. Và nó đang có tổng cộng là một thân già và hai mầm đang đi ngọn rất là lực luôn cô chú. Cái giò rất là lực luôn á, đây là một cái dòng kiếm lá láng ha. Lá xanh mướt luôn, không tì vết luôn cô chú. Mã số của nó là mã số 5, giá tiền của nó là 300 nghìn ha. Một hướng như vậy giá là 300, giá cực kỳ mềm nha cô chú. Kiếm vàng Taiwan lưỡi trắng, đó, giá tiền là 300 nghìn, mã số là mã số 5. Tiếp tục đây là giò kiếm vàng Taiwan mã số 6 nha cô chú. Và kích thước nó chỉ tầm khoảng 30 cm thôi. Nhưng mà có một cái là được rất là nhiều thân ha. Và mấy cái mầm này thì nó cũng lớn và nó cũng sẽ to như mấy cái mầm mà nãy con mới quay vậy đó. Bữa này thì nhiều thân nhưng mà thân ngắn nha cô chú. Mã số là mã số 6, giá là 300 nghìn. Đây là kiếm lá ngắn nè, mã số 6 giá 300. Kiếm vàng Taiwan nha cô chú, lá rất là to luôn á. Mã số là mã số 6, 300 nghìn. Và đây là giò mã số 7 nha cô chú. Cái giò này bán lá rất là đẹp nè. Và kích thước là tầm khoảng cỡ 40 cm á. Đang lên là hai mầm và đang có hai thân già nha cô chú. Mã số là mã số 7, giá là 300 nghìn. Kiếm vàng Taiwan ha. Mã số 7 giá 300, cây cực kỳ khỏe luôn cô chú. Mã số là mã số 7, 300 nghìn. Tiếp tục đây là mã số 8, nó cũng có giá tiền là 300 nghìn luôn cô chú. Đang có 1, 2, 2 thân và 2 mầm. Và kích thước là đang dài tầm khoảng có 35 cm ha. Mã số là mã số 8, giá 300 nghìn. Đây là kiếm vàng Taiwan nha cô chú. Nói chung là bụi nào thì con cũng đẹp hết. Tại vì con đã lựa ra rồi, con tách chiếc xong con lựa ra con mới bán ha. Mã số là mã số 8, giá 300. Và tiếp tục đây là mã số 9 nha cô chú. Cái dòng này kiếm nó cũng rất là đẹp nè. Bản lá rất là dày và bản lá chà bá luôn cô chú. Giá của nó là 300 nghìn ha. Và kích thước là đang dài tầm khoảng cỡ 38 cm, gần 40 cm nè. Và nó đang có là hai thân già kèm theo là một mầm, hai mầm luôn. Giá tiền của nó là 300 nghìn, mã số 9 nha cô chú. Bản lá rất là to luôn á. Mã số 9 giá là 300 nghìn, kiếm vàng Taiwan. Đây là bản lá cuối cùng mà cô chú. Cái bản lá này nó cũng rất là to nè. Tại vì cái mầm này nè, nó chưa đứng ngọn nên bản lá nhìn nhỏ vậy. Chứ nó càng ngày càng bự thì bản lá sẽ to ra nha cô chú. Kích thước là tầm khoảng cỡ 40 cm luôn. Mã số là mã số 10, đây là kiếm vàng Taiwan ha. Mã số là mã số 10 và giá cũng là 300 nghìn luôn, đồng giá. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú, mã số 10, giá là 300. Và hiện tại thì bên hàng bên con chỉ tách được một số hướng như vậy thôi. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804,
địa chỉ nằm ở phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hôm nay bên hàng bên con pre-ship, nên các cô chú mình cứ nhanh tay mình sưu tầm mình đặt hàng ha.